thành viên PI Channel. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip nấu ăn rất là hay đấy các bạn. Đúng không em mình? Đúng rồi, mình tên là Phương Anh. Mình tên là bạn mẹ mình nhắc từ muối, nhiều thứ lắm đấy. Đúng rồi, đây là mùa hồi rất là xưa rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ làm một video clip hiện đại hơn nữa nha. Chúng mình sẽ nấu ăn bằng những hộp lấy đồ xinh đẹp. Bây giờ chúng mình sẽ nấu ăn cho tất cả các cùng trường Disney xinh đẹp của chúng ta nha. Như là Aurora, Bakti, Snow White, Mulan, Cinderella và Ariel. Ariel của chúng ta không có biết đúng. Đúng rồi, nên Ariel sẽ tạm biệt đi ăn trước nha. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm một bữa ăn tuyệt vời cho các công chúa Disney nha các bạn. Stay, một người khác nào đấy. Rồi, đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn nè. Chúng ta không có play đồ màu trắng, xin lỗi các bạn nha. Nên chúng ta sẽ lấy một play đồ kỳ lạ. Wow, play đồ màu tím, đúng rồi. Có màu tím rồi này các bạn ơi. Xoay nó ra. Các bạn muốn màu gì, các bạn cứ chọn luôn. Bây giờ chị sẽ chia cho em nha. Nè, đừng có nhào bột nha. Nè, rồi bây giờ em hãy chọn cho chị một cái bát coi. Đĩa chứ không phải cái bát đâu nha em. Giờ chúng ta sẽ bỏ vô đây và giam nó. Chúng ta phải có lỗ lăn bột đúng không các bạn? Giờ mình sẽ lấy nha. Em lấy cái này đi cho nó đẹp ha. Dạ. Chị sẽ lấy cái này. Rồi. Nhìn miếng bánh của chúng ta này các bạn. Đẹp không em? Đẹp. Giờ chúng ta sẽ bỏ mấy cái này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nướng bông bánh lên. Nào, bây giờ chị sẽ lấy cái nồi này. Em lấy nồi nào? Em lấy nồi đó hả? Lấy đường bằng cái đó. Chị sẽ cho em nè. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ vô nồi, bỏ bánh vô nồi nha. Và nướng nó lên thật là ngon. Bây giờ chúng ta sẽ kẹp thêm những miếng rau ngon nha. Không biết đây là màu gì đây ta? Ok. Chúng ta sẽ làm cho nó sạch liền. Cong vào bên này.
quả thịt với tiêu, còn đây là bánh có mặt trời này.